Thưa quý vị, với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những người mẹ đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã dang rộng vòng tay yêu thương nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 8m², bàn học đặt cạnh phòng bếp, sàn nhà buổi tối sẽ trở thành giường ngủ. Bà cô cháu Đinh Thị Ngọc Yến phải cố gắng sắp xếp không gian sinh hoạt, trang trải cuộc sống mỗi ngày. Mẹ mất sớm, bố bỏ bê, hai đứa trẻ bỗng hóa mồ côi. Hơn 7 năm qua, tiệm tạp hóa nhỏ này của bà Yến đã nuôi từng cháu ăn học nên người. Cô thì cũng lớn tuổi rồi, cô không có tiền. Nên con cũng cố gắng con học cho giỏi lên. Để cho con có điều kiện để sau này con đi học đi học thì cũng ra cả trường, chứ cô cũng cần nuôi cô. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu cho các em với hy vọng có thể san sẻ bớt những vất vả, tạo động lực cho các em vươn lên trong cuộc sống. Không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng cha mẹ, nhưng vòng tay ấm áp của những người mẹ thứ hai này có lẽ sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau, sưởi ấm trái tim non nớt của những đứa trẻ trên chặng đường sắp tới. Em cảm thấy rất vui và em sẽ cố gắng để không phụ lòng các cô, các chú. Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã nhận đỡ đầu cho 9 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh việc hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng một tháng, các chị cũng nhận chăm sóc thường xuyên đến thăm, động viên tinh thần, chỉ bảo các em trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Sau cái giai đoạn 2022-2026 thì sẽ cố gắng là triển khai, nếu được thì sẽ chăm sóc các cháu đến năm 18 tuổi. Và trong cái thời gian đó thì sẽ cố gắng định hướng cho các cháu để các cháu có một cái tương lai tốt đẹp. Là những người chiến sĩ công an dũng cảm, gai góc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm. Thế nhưng khi là những người mẹ, họ cũng rất độ dịu dàng và ấm áp. Tin chắc rằng những nữ chiến sĩ ấy sẽ giúp tương lai phía trước của các em bớt đi những nhọc nhằn bằng tất cả tấm lòng và sự yêu thương của một người mẹ.